Đinh Quang Thái, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần tin tức nổi bật vào chiều thứ hai hôm nay gửi lời chào Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thủy ạ. Ngày hôm nay phần tin tức nổi bật dành chọn để ban về tình hình của nước Nga sau khi vào tối thứ sáu ở tại Mỹ và sáng sớm thứ bảy đột nhiên người mọi người đều sửng sốt khi hay tin là lực lượng lính đánh thuê Wagner của Prigozhin chiếm tiến chiếm một thành phố miền Nam Odon, rồi sau đó đang trên đường để tới thủ đô Moscow chỉ cách khoảng 200 cây số. Cái điều mà người ta gọi là cuộc binh biến hay nổi loạn nửa vời này bất chợt ngừng lại và Prigozhin đột nhiên tuyên bố ngừng không tiến công nữa. Thoạt đầu ông nói rằng là do ông không muốn để xảy ra một cuộc tắm máu đổ máu giữa quân đội nga rồi thường dân và kể cả những thành viên trong lực lượng lính đánh thuê của ông nữa. Nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời và đến giờ phút này, thưa quý vị, à, báo chí thế giới kể cả các nhà phân tích ra họ cũng để ngỏ không biết được chuyện gì sẽ xảy đến với nga. Nhiều câu hỏi được đặt ra. À, thưa anh, tại sao Prigozhin đang tiến quân, tự nhiên ngừng hẳn lại và bây giờ chấp nhận cuộc sống lưu vong ở Belarus, sống lưu vong? Trước hết là chúng ta cập nhật một số tin sáng ngày hôm nay, nhắc lại sau đó là nhắc lại cái bối cảnh của cái vụ này, dạ. rồi sẽ từng phần một ừ. chúng ta trao đổi về những cái uh, thắc mắc mà dạ. bây giờ gần như là ai cũng nêu ra cả. Uh, sáng sớm ngày hôm nay thì lần đầu tiên Prigozhin kể từ thứ bảy mới lên tiếng. Dạ. Nói rõ là Prigozhin tiến quân đánh chỉ nhằm mục đích để mà thanh lọc cái đội ngũ tham mưu của quân đội Nga. Vì những tổng tham mưu trưởng này, chủ tịch hội đồng liên quân của Nga đã, đã không có một cái chiến thuật rõ ràng trong cái cuộc chiến tại Ukraine cho nên để cho Ukraine bị xa lầy và quân của Wagner bị thiệt hại nhiều. Đó là cái mục tiêu của cái vụ nổi loạn. Cái điều thứ hai là Prigozhin xác nhận là không bao giờ muốn thay đổi vai trò của Vladimir Putin cả. Đó là lần đầu tiên. Nhưng mà thứ quý vị, sáng ngày thứ Bảy, đây là cái tấm bản đồ mà tất cả mọi uh, nơi họ đều chú trọng. Chúng ta thấy đây là bán đảo Crimea. Cái vùng toàn, cái vùng màu đỏ đó là bị quân Nga sáp nhập vào năm 2014. Đây là lãnh thổ của Ukraine này. Thì sáng ngày thứ Bảy tính theo giờ thì phương đó, vào một cái đoàn quân của Wagner dưới quyền chỉ huy của Prigozhin đã đánh được vào cái thị trấn có tên là Rostov on Don. là cái tỉnh, Rostov là cái thủ phủ của cái tỉnh On Don. Đây là nơi đặt bộ chỉ huy của quân đội Nga yeah. trong cái chiến dịch mà đánh vào Ukraine. Thì sau khi chiếm được cái thủ phủ này rồi không có bị một cái sự kháng cự nào ghê gớm cả đó, thì cái đoàn quân của Wagner với cả chiến xa đại pháo và bộ binh dự trù là sẽ di chuyển trên cái quốc lộ M4 là con đường này, con đường huyết mạch chính đó đi qua một cái thành phố và tính chiếm thành phố này là Voronezh. Rồi từ đó, từ đây sẽ đánh vào thủ đô Moscow của nước Nga. Thì thưa quý vị, từ Voronezh vào tới thủ đô Moscow của nước Nga có 125 mai thôi, tức là vào khoảng độ 200km. Trong trẻm 200 số. Cái câu hỏi của anh Thùy là tại sao um, đầu voi đuôi chuột? Sáng sớm ngày hôm đó, đó khi mà Vladimir Putin lên Mấy trên truyền hình mặt mũi bậm trợn, rè. nó bảo là không tha thứ cho những kẻ một... phản bội, những kẻ một... phản quốc một... vân vân á thế thì anh cứ biết là bạn bè của tôi Việt Nam bèn dựa theo một số tin tức có thật của bên Mỹ chứ mà có mừng không? Có mừng. Họ tính là sáng ngày hôm sau là Putin chết rồi. Tại sao? Bởi vì sáng hôm đó trên một số các hệ thống truyền hình của Mỹ nhá, MSNBC, CNN, ABC, những nhà bình luận quân sự đều đưa ra một nhận định rất là bi quan cho Putin. Thậm chí có một vị cựu tướng lãnh Hoa Kỳ đã từng chỉ huy quân đội tại NATO nói một câu xanh dần như thế này: Số phận của Putin có thể kết thúc vào sáng ngày mai tomorrow morning trong, trong vòng 24 giờ okay. yeah. thì đột nhiên hai tiếng đồng hồ sau một cái thỏa Đúng thuận rồi. được đưa ra. Cái tay tổng thống của Belarus đứng ra làm trung gian để uh, Lukashenko, yeah. Lukashenko đó, uh, Lukashenko là con đẻ của vụ Putin nhá. <laughs> ừ, nghĩa là Putin hết lòng ủng yeah. hộ Lukashenko. Ừ. Lukashenko đứng ra làm trung gian và Putin không nói nhưng mà bên ph phía nga tức là điện Kremlin ấy, ừ. bảo rằng bây giờ xóa cái tội của Prigozhin những binh sĩ từng theo Prigozhin thì bây giờ có thể gia nhập vào bộ quốc phòng M của nga quá đơn giản còn Prigozhin uh, sẽ phải sống lưu vong ở Belarus mà không bị xử tội về cái không tội bị phản quốc cả nhưng cho tới bây giờ người ta chưa biết là Prigozhin đã tới Belarus chưa có tin thì như thế này tất cả là À, dựa vào có tin tình báo có tin của phía anh thì bên phía hoa kỳ sáng nay họ cũng cho biết đó là cái cuộc mà binh biến cái cuộc mà nổi loạn này của Pigozin đó đã chuẩn bị kỹ lắm hàng tháng trước chứ không có đùng một cái Tình báo mới biết chuyện đó mà, mà thưa quý vị cái chuyện này chúng tôi đã đề cập hầu như hàng ngày Pigozin là xuất hiện trên mạng truyền thông xuất hiện hàng ngày và được báo chí trong đó hãng thông tấn qua quay phim nữa từ khi mà ông tiến chiếm Bắc Bút, từ khi mà Pigozin kêu gọi mỗi một ngày viện trợ cho một tấn vũ khí mà sau đó không nhận được phép bắt đầu khi y nổi điên lên. Và thậm chí đó y lên tiếng không hề chỉ trích Putin mà chỉ nhắm vào cái tên Shoigu. Hắn liên tục kêu gọi đây. Hắn nói rằng đây là những kẻ mà đã gây thiệt hại nặng nề cho binh sĩ Nga rồi lên án à, hoạt động chiến lược của nga và đồng thời lên án việc mà họ đã go, gần như tiến chiếm thành công bakhmut thì lại không được tiếp vận thậm chí cái việc mà hôm mà thứ bảy vừa rồi mà khi mà Picozin xuất hiện đó, thì hy lại đưa ra các hình ảnh cho thấy rằng binh sĩ của ông đang nghỉ ngơi ở trong một cái đường hào bất chợt bị hỏa tiễn của quân đội nga Điều này cho thấy rằng là Y có mối tư thù ghê gớm với Shoigu và kể một tướng lãnh khác của Nga nữa. Và mục tiêu này để muốn Putin phải quyết định. Một là chọn Shoigu, hai là chọn Prigozhin. Nhưng tại sao Lukashenko lại nhảy vào và đạt được cái sự thương thuyết, ngăn chặn được? Anh có nghĩ là một cái nguồn tin đây mình không ai mà xác minh được. À, vợ con của Prigozhin đã bị bắt và đã bị khuyến cáo là có thể sẽ bị giết nếu như Picozin còn tiếp tục cái cuộc binh biến đó nhắm vào Moscow. Chúng ra là tôi không biết cái tin đó, dạ. tôi không biết cái nguồn đó từ đâu. Nhưng mà trong cái lịch sử của Vladimir Putin á, cầm quyền không có kẻ nào phản bội Putin hoặc chống đối Putin mà an mạng cả. 20 năm trời vừa qua. Thì sáng ngày hôm nay đó, đã đà, cứu đại đà, tướng David Patriots người từng là tư lệnh quân đội Mỹ tại vùng sừng Phi châu, yeah. tức là Central Command, Bộ chỉ huy trung bộ có 27 quốc gia vùng sừng Phi châu, yeah. chiến những Afghanistan, chiến những Af yeah. uh, Iraq. Patriot. Rồi sau đó ông yeah. về làm giám đốc uh, của CIA, ông sáng nay ông nói như thế này. Ông bảo là Gozin nên mỗi lần thức dậy nên nhìn ra yeah. cửa sổ. Cái đó là một cái thành ngữ của nước nước Mỹ. Tức là phải coi chừng mạng sống của mình đấy. Và đó không phải là định, định riêng của ông đại tướng David Petrus. Cái bài sáng nay mà Putin nói nó giải mã một phần. Trong một cái video kéo dài 12 phút, lần đầu tiên Putin xuất hiện kể từ cái vụ ngày thứ bảy, Putin nói như, à, à, à nói như thế này. Và là đúng ra đó, tất cả mọi cái chuyện nó đã chấm dứt vào ngày mùng 1 tây tháng 7, tức là còn ít ngày nữa. Tại sao lại có cái date mùng 1 tháng 7? À. Bởi vì Cách đây chừng độ một tháng thì Vladimir Putin đã ra một cái lệnh là toàn bộ lính đánh thuê của Prigozhin ừ. yeah. phải ghi danh để trở thành lính chính quy trực thuộc Bộ Quốc phòng chứ không còn mà do tay của Prigozhin. Không có nữa gì nữa hết. Yeah. Thì cái ngày đó là ngày mùng 1 tới tháng 7. À, là hạn chót. Là hạn chót. Ừ. Thì Prigozhin muốn đánh hôm thứ bảy vừa rồi đó để mà giữ lại cái lực lượng đánh thuê của mình. thì quý vị, phần 2 đó anh thủy với chúng tôi sẽ trình bày rất rõ cái thế lực của Prigozhin. Yeah. Tại sao mà sáng nay nó có một cái cartoon ở trên báo Mỹ? <laughs> Khi mà Prigozhin ghé tại uh, uh, Putin bảo rằng tôi làm điều gì khiến cho ngài giận tôi. <laughs> Thì Putin chỉ mặt bởi vì mày là cái thằng đe dọa quý vị thế lãnh đạo của tao. <laughs> <laughs> chúng tôi tiếp tục với phần tin tức đầu mặt ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi.